Đâu là thời điểm khiến bạn nên giảm cân sau sinh? Nếu bạn muốn giảm cân sau sinh thì hãy chú ý chọn đúng thời điểm nhé. Nguyên nhân khiến bạn không thể giảm cân sau sinh, ăn không đủ. Ăn kiêng là điều rất tốt cho việc giảm cân của bạn, tuy nhiên để giảm cân thành công bạn phải ăn kiêng đúng cách chứ không thể cắt giảm đi nhiều thức ăn hàng ngày nhé. Việc cung cấp quá ít thức ăn cho cơ thể, không đủ dinh dưỡng sẽ khiến bạn rơi vào tình trạng đói thường xuyên. Khi quá đói quá trình trao đổi chất cũng như quá trình đốt cháy chất béo thanh lọc cơ thể đều trở nên gián đoạn hay giảm khả năng hoạt động để bảo tồn năng lượng cho cơ thể chính vì vậy dù bạn ăn rất ít thì cơ thể vẫn béo và tác hại hơn là cơ thể trở nên mệt mỏi kém săn chắc do thiếu cơ stress stress là căn bệnh quen thuộc của những bà mẹ mới sinh con xong một phần do sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể bên cạnh đó ngoại hình kém thon gọn làn da trở nên dần dùi dầu gì khiến bạn không còn tự tin như trước. Các chuyên gia sức khỏe đã khuyên bạn nên cố gắng cân bằng cơ thể, hạn chế stress sau sinh để không làm mỡ bụng tăng nhanh hơn. Khi căng thẳng, chị em chúng ta thường dễ mất kiểm soát trong việc chọn lựa món ăn cũng như có xu hướng thèm ăn ngọt, ăn các món nhiều dầu mỡ và đây là nhóm thức ăn cực kỳ không tốt cho cân nặng của bạn. Ngủ không đủ giấc mỗi ngày Phải chăm con nhỏ và giờ giấc của bé con sẽ khác người lớn rất nhiều. Nếu không biết cách cân bằng lịch sinh hoạt của mình thì bạn dễ rơi vào tình trạng thiếu ngủ sau sinh. Mất ngủ quá nhiều hay thức muộn thường xuyên sẽ làm cơ thể tăng cảm giác thèm ăn, kích thích cơ thể tạo đường, tăng huyết áp và cản trở nhiều đến quá trình giảm cân của bạn. Vẫn là lời khuyên mỗi ngày nên ngủ đủ 7 đến 8 tiếng đồng hồ để an toàn cho sức khỏe cũng như giảm cân hiệu quả sau sinh. Lười tập thể dục Nguyên nhân tiếp theo khiến bạn không giảm cân như ý dù đã ăn kiêng đó là không dành thời gian cho việc tập luyện thể dục. Dù bạn có ăn kiêng chăm chỉ, ăn uống lành mạnh mà cứ dành là nằm y xem phim, nằm y một chỗ miết thì thức ăn chưa kịp tiêu hóa sẽ nhanh chóng tích trữ trong cơ thể gây nên mỡ bụng, calo thừa, năng lượng thừa cũng khó được giải phóng và cơ thể bạn sẽ khó thon gọn sau sinh nhé. Đâu là thời điểm tốt nhất để mẹ sữa bắt đầu giảm cân sau sinh? Sau khi sinh, tâm sinh lý người mẹ có nhiều thay đổi, tình trạng mệt mỏi, căng thẳng cộng với việc chăm sóc con không kể giờ giấc có thể khiến người mẹ bị tăng cân nhanh chóng, cơ thể dần tích tụ những ngấn mỡ thừa xấu xí. 90 ngày kể từ sau khi sinh, hóc môn cơ thể người mẹ đã trở về trạng thái bình thường, sự trao đổi chất trong cơ thể cũng được cân bằng. Đây là thời điểm tốt nhất để mẹ sữa bắt đầu chiến dịch giảm cân sau sinh, sớm lấy lại vóc dáng thon gọn thời con gái. Bạn cũng nên chú ý rằng, dù có yêu vóc dáng đẹp đến đâu, bạn cũng không nên giảm cân quá vội vàng, đặc biệt là trước mốc 42 ngày sau khi sinh. Đây là giai đoạn người mẹ cần nghỉ ngơi, bổ sung chất đai dưỡng để phục hồi sau khi sinh. Trong vòng 42 ngày đầu tiên sau khi sinh, bạn có thể ra khỏi giường để đi bộ, vận động nhẹ nhàng tùy thể trạng nếu cơ thể đã phục hồi hoàn toàn mẹ sữa có thể giảm cân lấy lại vóc dáng bằng những bài tập thể dục thích hợp cũng như kiểm soát chế độ ăn uống